xe chở bánh tét, bánh kẹo hướng về miền Trung gặp nạn trên cao tốc. Chiếc xe tải chở hàng cứu trợ cho bà con miền Trung gặp tai nạn trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tải xế bị thương nặng. Lúc 6 giờ 5 phút sáng ngày 23 tháng 10, trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa phận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải chạy cùng chiều khiến một xe bị lật, tài xế bị thương ở đầu và tay. Theo đơn vị vận hành tuyến cao tốc, vào thời điểm trên thì xe tải mang biển kiểm soát BKS 72C15020 và xe tải BKS 47-16226 lưu thông cùng chiều. Đến địa điểm trên thì va chạm với nhau. Hậu quả là xe tải mang biển kiểm soát BKS 47C bị lật, còn tài xế trên xe này thì bị thương ở đầu và tay. Xe 72C bị hư hỏng nhẹ. Xe biển kiểm soát 47C đang chở hàng cứu trợ từ tỉnh Đắk Lắk ra miền Trung thì gặp nạn. Trên xe ghi dòng chữ Đoàn cứu trợ miền Trung, thôn 8 đến thôn 10, xã Krông Búc, Krông Park, Đắk Lắk. Sau vụ tai nạn xảy ra thì tài xế điều khiển xe tải 47C được một đoàn thiện nguyện khác đang ra miền Trung cứu trợ trở ra bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Hàng hóa cứu trợ trên xe cũng được một số đoàn thiện nguyện ở tỉnh Đắk Lắk bốc lên xe để thẳng hướng miền Trung, kịp thời đưa đến tay bà con vùng lũ. Sự việc tương tự như vậy cũng xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 10 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận huyện Phú Ninh, Quảng Nam khiến một người bị thương nặng. Thời điểm trên thì xe tải mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng theo hướng Nam Bắc đã xảy ra va chạm với một ô tô tải mang biển số Đắk Lắk chạy cùng chiều. Vụ va chạm đã khiến xe tải mang biển số Đắk Lắk lật ngang, tài xế bị thương ở đầu, tay và được đưa đi cấp cứu. Người ngồi trên xe tải mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu không bị thương. Sau vụ tai nạn thì hàng hóa cứu trợ ở trên xe cũng được một số đoàn thiện nguyện bốc lên xe để tiếp tục hành trình. Trước đó vào ngày 22 tháng 10, lực lượng kiểm ngư Quảng Bình được tăng cường lên địa bàn huyện Lệ Thủy để thực hiện công tác cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Khoảng 9 giờ cùng ngày, sau khi tập kết tại chợ Cưỡi, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, với 6 cán bộ, thuyền trưởng, máy trưởng, trạm trưởng và 2 cano đặc chủng, thì lực lượng này đã vận chuyển người, lương thực, thực phẩm, nước uống từ quốc lộ 1 vào các xã bị ngập sâu như là Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy. Trên đường vận chuyển hàng trở ra điểm tập kết, thì lực lượng kiểm ngư Quảng Bình đã phát hiện một thuyền cứu trợ bị lật chìm do sóng to, gió lớn ở khu vực nước sâu gần xã Thanh Thủy nên đã đến cứu hộ. Tương tự trưa ngày hôm qua, một chiếc xe tải đang trên đường chở hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ miền Trung thì bất ngờ bị sụp lún tại đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khi tài xế đánh tay lái, tránh thóc đang phơi ở bên đường. Chủ xe sau đó chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, mong sớm tìm được xe cẩu cứu hộ. Thông tin này ngay lập tức nhận được hàng trăm bình luận và hàng nghìn lượt chia sẻ. Rất nhanh sau đó, người dân địa phương đã huy động phương tiện máy móc đến và đã cứu hộ thành công. Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để đi ủng hộ miền Trung nên vào ủng hộ 200.000 đồng nhằm mua đồ chuyển đến tay bà con. Nụ cười của chị tuy ẩn sau lớp khẩu trang nhưng chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra và thấu hiểu được tình cảm của chị muốn gửi gắm tới nhân dân miền Trung. Câu chuyện cảm động trên được một tài khoản đăng tải đã nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận từ cư dân mạng, cùng với lời động viên. Trong hoạn nạn thấy rõ tình người, ấm áp, cố lên nhé khúc ruột miền Trung ơi, cả nước hướng về các bạn. Trên đây là cập nhật của chúng tôi về vụ việc xe chở bánh tét, bánh kẹo hướng về miền Trung gặp nạn trên cao tốc và những tai nạn trên đường cứu trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan ở trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều tin tức mới khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.